Hải xin chào tất cả cô chú các anh chị quay lại với kênh của Hải. Hình như thường lệ Hải lại quay lại với cầu thủ Thiêm 2 với cả nhà nha. Hải cập nhật những tin tức mới nhất về cầu thủ Thiêm 2 cho tất cả mọi người xem nha. Như mọi người trước mắt mọi người có thể nhìn thấy đấy, đây là những vỉa hè, đây là vỉa hè để đường đi vỉa hè đến cầu thủ Thiêm 2 nha cả nhà. Mời tất cả mọi người đi theo cùng theo chân Hải nha. Trước mặt mọi người đây thấy đây là mặt bằng mới vừa săn lấp ngày hôm qua, vừa đã tháo lan can qua sông cả nhà, sông Sài Gòn nha cả nhà. Mời tất cả mọi người đi theo chân Hải nhé. Thấy đấy, mặt phía sông này đã được san lấp rồi nha cả nhà, và đã tháo hành lan can ở bờ sông nha cả nhà, và đang thu gom lại để chở vật liệu xây dựng bỏ đi nha cả nhà. Đây đây là trước mặt mọi người, đây là cảnh cầu Thủ Thiêm 2 và sông Sài Gòn nha. Hôm nay nước thủy triều lên khá là to nên nước sông dâng cao nên khá nhiều lục bình nha cả nhà. Tiếp sau đấy mình đi vào trong đây sẽ quay cho mọi người xem về đường vỉa hè đất đá và trồng cây xanh và trồng cỏ nha cả nhà. Hiện tại như mọi người có thể nhìn thấy đấy, Hải đang đứng trên vỉa hè đất đá nha cả nhà. Mọi người có thể nhìn thấy các bụi cỏ mới vừa được trồng và trồng thêm một số cây xanh nha cả nhà. Như mấy ngày trước mình cập nhật đấy, thì hiện tại vẫn chưa được trồng, mà hôm nay mình ghé qua đã thấy trồng thật cỏ và cây xanh khá là nhiều nha cả nhà. Và trồng từ nên mình thấy là trồng được khoảng gần 2 km, từ đây khoảng 1 km lên đến cầu Thủ Thiêm 2 nha cả nhà. Đây là tiếp theo đấy, mình sẽ đi xe quay chi tiết thấy nhìn thấy trước mặt đấy ạ. Đội thi công đang tiến hành nha, lát tiếp tục về hè nha cả nhà. Và đây đội thi công đang lát đá nha cả nhà, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Và xe chở nước và máy xúc đang đứng hỗ trợ đội thi công như cả nhà. Tiếp theo đấy là đội trên đây là chuyên hành lang và làm về lan can và đá như cả nhà. Còn đi sang mé bên này mọi người có thể nhìn thấy hôm nay đã gắn hành lang sắt rồi như cả nhà. Đây mọi người có thể nhìn thấy chân cầu đây là mang hành lang sắt ra đây để gắn rồi nha.
À, đến đây video cũng khá là dài rồi, mình cũng kết thúc đi qua cầu Thủ Thiêm 2 rồi nên mình xin phép dừng video tại đây. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay bằng cách ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Chào tất cả mọi người. Hẹn tất cả mọi người video tiếp theo.